Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món sườn heo hoa chay nha. Để làm món heo hoa chay thì trước hết ở đây mình sử dụng từ 4 đến 8 cái miếng sườn non. Sườn non này là mình đã ngâm khoảng là 1 tiếng rồi nè. Ngoài sườn ra thì mình sẽ sử dụng là khoảng là 400ml nước cốt dừa. Chao ở đây thì mình sử dụng một muỗng cà phê thôi. Một ổ bánh mì mình sử dụng ở đây 150g bột gạo, 50g bột năng, ngũ vị hương và gia vị mình để mình làm cái món heo hoa chay thì còn gồm có nước mắm chay và nước tương, rồi hạt nêm chay, đường, tiêu. Trước hết ở đây thì mình sẽ làm cái phần sườn non, mình ướp cái phần sườn non trước nha. Thì cái phần sườn non này như mình giới thiệu ban đầu là cái phần mình đã cái ngâm được khoảng là 1 tiếng, bây giờ thì mình sẽ dắt cái phần sườn non này cho nó khô thiệt là khô, và mình dắt cái phần nước này mình xả, mình bỏ khoảng là 5-6 nước á, mình làm sao mà đến khi mình nhìn cái phần nước bên đây nó trong là được ha. Mình dắt nhẹ nhẹ thôi, đừng dắt mạnh quá là nó bể, nó bở ra nó không ngon. Rồi sau đó thì mình bắt đầu là mình sẽ ướp cái phần sườn non này nha. Trong phần sườn non thì mà ở đây mình sẽ chặt ướp một tí xíu cái phần nước cốt dừa. Thì thật chất ở đây thì nếu mà thích thì mình cho cái nước cốt dừa, còn nếu không thích thì mình cũng cho nước cốt dừa cũng được luôn nha, tại vì mình thích cái phần sườn này nó béo. Mình sẽ cho đây nửa muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ cho một muỗng cà phê đường. Ngũ vị hương thì mình sẽ cho 1/2 của nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Hạt nêm mình sẽ cho ở đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm. Dầu ăn thì mình sẽ cho ở đây là 2 muỗng cà phê dầu ăn nha. Chao, ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm cái phần chao này mình cho trong phần ướp sườn để cho nó tạo cái mùi thơm. Chao thì ở đây mình sẽ sử dụng 1 muỗng cà phê thôi. Mình có thể là mình lấy cái phần chao cục á mình tán ra, còn ở đây thì mình có sẵn rồi mình không có cho tán ra ha. Chao này mình tự tán ra nè, tán cái phần chao này ra mình cho vào. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều luôn lên cái phần này ha. Mình ướp ở đây khoảng 10 đến 15 phút nha, cho cái phần sườn này nó thấm đều luôn. Giờ mình sẽ cho 400ml nước cốt dừa vào trong đây. Cho cái phần bột gạo vào. Mình cho luôn cái phần bột năng, không có bột năng mình sử dụng cái bột bắp luôn được nha. Mình sẽ cho ở đây là khoảng là 1 ít muối vào, nửa muỗng cà phê muối, 1/2 của nửa muỗng cà phê muối nha. Rồi mình sẽ đem đi cái phần sau khi mình quấy bột này cho nó tan đều trong cái cốt dừa nè. Giờ mình sẽ đem cái phần bột này đem lên bếp, đừng mình bắt lên mình khuấy cho cái bột này nó sệt lại nha. Bắt lên cái bếp là mình khuấy liên tục liền để thôi cái bột này nó dễ bị ốc trâu ha. Và khi thấy cái bột này nó sệt sệt rồi mình sẽ bắt cái lửa nhỏ hoặc là mình tắt nha, tại vì khi cái bột mình nó sệt nó nhanh lắm, nó nóng lắm,
nó sệt nó nhông nhanh, nhanh ơi là nhanh luôn. Mình thấy nó hơi đặc đặc lại rồi mình tắt bếp. Ở đây mình tắt bếp nó cũng còn sệt nữa nè. Mình tiếp tục mình khuấy nha. Tại vì khi mà cái độ nóng nó còn á thì cái bột này nó mình mà tắt bếp trễ quá thì cái phần bột này á nó sẽ bị cứng lại. Còn mình khi mình làm nó khó lắm, nó nhão nhão vậy mình làm nó dễ nè. Rồi mình để nó nguội nó còn đặc nữa nha. Mình để cái này nó nguội chút xíu nữa nó cứng hơn à. Nãy giờ mình tắt bếp lâu rồi mà nó cũng nhanh ghê luôn. Bây giờ cái phần bánh mì này mình sẽ cán ra. Cán phần bánh mì này để cho nó dẹp ra. Tại phần bánh mì này nó dài nên mình sẽ gọc cái phần bánh này ra, mình chia, mình vẽ cho nó làm đôi, chia ra. Đây mình sẽ bỏ bớt cái phần ruột á, lấy cái phần vỏ. Và ở đây mình sử dụng cái khung này thì mình sẽ thoa dầu bốn bên và ở dưới phần đáy luôn để hồi mình lấy cho nó dễ. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần bánh mì này vào trong cái khung. Cho vào trong cái khung. Và bây giờ thì bắt đầu là sau khi mình ướp cái phần sườn này được khoảng 15-20 phút rồi, mình sẽ làm bắt đầu mình làm công đoạn kế tiếp nha. Mình sẽ cho ở đây một lớp bột. Bột này mình có thể là mình khuấy cho nó cứng hơn chút xíu nữa cũng được ha. Lớp bột này thì nó dày nó mỏng gì cũng tùy theo sở thích nha. Tại vì cái lớp bột của mình đây là mình làm toàn là cái nước dừa cốt dừa nên nó sẽ rất là béo. Nó dạng như thay vì đồ mặn thì nó sẽ béo cái phần mỡ. Còn cái phần lạc này thì nó béo theo cái nước cốt dừa.
giờ mình sẽ xếp cái phần sau đó mình sẽ xếp cái phần sườn non vào lên trên. Có thể là mình làm một lớp cũng được, mà mình làm hai lớp cũng được. Nếu hai lớp thì nó khoảng là 8 miếng hoặc 9 miếng mới được, mới đủ nha. Mình làm có 8 miếng nên nó thiếu 1 miếng. Rồi cái phần này sau khi mà mình xếp như thế này, bây giờ thì mình sẽ đem đi mình hấp nha. Phần này khoảng là 30 đến 40 phút cũng tùy theo mà các bạn, các anh chị mà mình làm cái lớp á, những lớp này nó dày hay nó mỏng. Nó dày thì mình hấp nó lâu, còn nó mỏng thì mình hấp nó nhanh. Bây giờ thì mình sẽ đem đi mình hấp ha. Đây mình bắt một cái nồi nước sôi rồi mình sẽ bỏ vào trong đây mình hấp. Khi mình hấp nha các bạn, mình hấp cái lửa vừa thôi nha, mình đừng hấp cái lửa lớn quá thì nó sẽ áp và nó mau rút nước, nó không có chín cái phần bột. Còn mình hấp cái lửa vừa thôi là nó chín cái phần bột rất là ngon. Cái phần heo quay chay này sau khi mà mình đã hấp được khoảng là 30 phút hoặc là 40 phút rồi á, thì mình sẽ lấy ra nè. Ở đây mình nguội rồi mình lấy ra, tại vì cái khung của mình hồi nãy nó nóng quá nên mình lấy ra cho nó tiện á. Bây giờ nó nguội rồi. Cái phần bánh mì này, sau khi cái phần bánh mì này thì mình sẽ sử dụng cái phần bột điều. Rồi mình sử dụng đây cái dầu hạt điều hoặc dầu vớt nè. Mình sử dụng đây một ít ha. Sau đó thì mình bắt đầu là mình thoa lên cái phần da heo, gọi là cái phần da bánh mì á, mình thoa cho nó hồi đặng cho cái màu nó đẹp, mình rớt lên. Mình quét lên, mình để ở đây khoảng là từ 5 đến 10 phút để cho cái phần này, cái phần dầu điều này nó hơi ráo ráo nước một chút nha. Sau khi mình quét cái phần dầu điều lên rồi, để tạo cái màu cho nó đẹp, thì bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần này ra, mình cắt ra luôn. Nó y hệt cái heo quay luôn. Thì mình sẽ cắt ra cái khúc làm sao cho thấy nó vừa luôn. Mình sẽ chia ra 3 phần. Lấy cái dao cho nó bén bén nha, mình cắt nó dễ. Đây là mình làm có hai lớp này, nếu mà mình làm hai ba lớp nữa thì cái phần heo quay này nó nhìn nó rất là đẹp. Cắt ra như thế này, bây giờ thì mình sẽ cắt ra luôn để mình đem đi mình chiên nha. Đối với cái phần heo quay này, sau khi mình hấp xong rồi mình sẽ đem cắt ra như thế này, mình đem mình chiên. Rồi cắt khéo khéo, mình bạn nào khéo tay mình cắt ha, không có bị dùng.
sau khi mình cắt ra như thế này giờ mình đem đi chiên nha. Giờ thì mình sẽ bắt lên cái chảo mình chiên nha, mình chiên với cái lửa nhỏ thôi, đừng chiên cái lửa cao quá thì nó dễ bị khét. Cái phần này là mình, tại vì mình thích béo nên mình cho nước cốt dừa không. Nếu mà các bạn không thích béo á, mình có thể là mình giảm lượng cốt dừa lại, mình cho cái nước lọc á. Này mình có thể là mình chiên cho nó vàng hay là nó giòn thì cũng tùy thích luôn nha. Này rồi, ở đây thì sau khi mình chiên xong rồi nó vàng như thế này nè, nó rất là giòn nha các bạn. Ở đây thì cái phần này mình chưa chiên, phần này mình chưa chiên nè, nó sẽ trắng, nó trắng đục luôn á. Còn cái phần nước mắm này thì mình là cái phần nước mắm này thì mình làm cái phần nước mắm mà nước mắm chay nha, thì mình cũng pha tỷ lệ như cái nước mắm mặn mà những video trước mình có chia sẻ. Một muỗng nước mắm thì mình có thể là mình pha 3 muỗng nước và nửa muỗng chanh, một muỗng đường, hoặc là có thể là muốn ăn ngọt thì mình sẽ cho một muỗng rưỡi đường. Da nó giòn y hệt da heo luôn. Rồi, như thế là mình đã làm xong cái phần heo quay chay ngày hôm nay rồi đó các bạn, các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.